Xin chào tất cả các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tin cực kỳ hot Đấy chính là vào ngày 27 tháng 10 này, Hà Nội Computer sẽ mở thêm một số mới tại số 511 cộng 513 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Và đồng nghĩa với việc mở số mới có nghĩa là các bạn sẽ có cơ hội để nhận được rất nhiều phần quà cũng như là rất nhiều chương trình khuyến mãi sốc Các bạn hãy nhớ là rất nhiều nhá, thế nên các bạn có tới đông ý, thì các bạn vẫn sẽ có chương trình khuyến mãi cho các bạn thôi và chương trình đầu tiên mà mình muốn nói tới các bạn đây chính là chương trình bốc thăm trúng thưởng một trong những chương trình có phần quà lớn nhất trong đợt khai trương này và tổng trị giá của nó lên đến là 40 triệu với giải nhất là một chiếc iPhone X sang chảnh mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được và trị giá của nó là lên đến 24 triệu đồng giải nhi nó cũng vô cùng giá trị đây chính là một chiếc ghế gaming Solaris trị giá là 6 triệu đồng Giải ba là combo 3 sản phẩm siêu hot tới từ Kingston bao gồm chuột chơi game HyperX Pulsify FPS trị giá là 1 triệu 389.000 đồng tai nghe chơi game mới nhất của Kingston HyperX Cloud Airworks trị giá là 1 triệu 044.000 đồng và thanh ram DDR4 Kingston HyperX Creator 8GB trị giá là 3 triệu 149 nghìn đồng Và tổng trị giá của cả 3 phần quà này nó lên đến là trên 5 triệu đồng Giải tư các bạn sẽ có một chiếc màn hình tới từ thương hiệu AOC Kích thước là 24 inch rộng dai cho các bạn có những trải nghiệm hàng ngày Và trị giá của nó là 2,6 triệu đồng Để nhận được những phần quà vô cùng giá trị này và đặc biệt là chiếc phun trị giá lên đến là 24 triệu các bạn chỉ cần một thao tác rất là đơn giản thôi Đấy chính là đến ngay Hà Nội có một Hà Đông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 27 tháng 11 chỉ cần các bạn mua một sản phẩm bất kỳ tại Hà Nội có một Hà Đông thì các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng vào ngày 30 tháng 11 và sau ngày đấy thì chúng ta sẽ biết thông tin của người trúng giải và nói chung thì cái này rất là đơn giản và chuyển qua một chương trình khác mà mình chắc chắn các bạn cũng sẽ rất là quan tâm ngoại trừ chương trình bốc thăm này ra đấy chính là chương trình giờ vàng giá sốc từ 9h30 đến 10h30 ngày 27 tháng 10 có nghĩa là ngày khai trương ấy các bạn hãy tới đấy và sẽ có rất nhiều sản phẩm giá rất sốc để dành cho các bạn Ví dụ như tai nghe Zidli Z270 có giá là 9.000 đồng Chuột không dây Fortech B38 cũng có giá là 9.000 đồng Hay là pet chuột cỡ lớn có hình PUBG có giá là 29.000 đồng nếu như các bạn là một game thủ đang tìm game gear giá rẻ thì cũng sẽ có một sản phẩm như vậy cho các bạn ở trong đợt giờ vàng này. Đây chính là siêu phẩm chuẩn gaming giá rẻ Logitech G102 có giá rất sốc là 299 000 đồng Bàn phím cơ DU DK880 tốt nhất trong tầm giá nay chỉ còn có giá là 299 000 đồng và chưa hết đâu còn cả ổ cứng ED Silicon Power dung lượng 120 GB, giá chỉ còn là 499 000 đồng Và đặc biệt nhất và sản phẩm cũng được giảm giá nhiều nhất đấy chính là chiếc màn hình LG 34UC99 chuyên dùng cho dân đồ họa chuyên nghiệp được giảm từ 22 triệu nay chỉ còn 14 triệu tại giờ vàng giá sốc của Hà Nội Công và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa được nằm trong chương trình giờ vàng mà mình chưa thể nói hết ở đây mình sẽ để ở trong phần mô tả của video và ngoài phần giờ vàng thì cũng còn rất nhiều khuyến mãi sốc nữa dành tới cho các bạn mặc dù không trong giờ vàng nhưng vẫn còn khuyến mãi sốc ở ngay tại hà nội computer hà đông như bom máy chủ aroc ab 350 hdv giảm giá là 43% chỉ còn là 999.000 đồng Chuột chơi game Logitech G903 giảm tận là 26%, chỉ còn là 2 triệu 799 nghìn đồng và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Ngoài ra các bạn cũng có thể mua những combo sản phẩm và được giảm giá đến gần 1 triệu đồng hay là mua laptop và được những bộ quà tặng vô cùng giá trị. Mọi chi tiết của chương trình khuyến mãi cũng như là những sản phẩm được khuyến mãi tại Hà Nội Computer Hà Đông Mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video Các bạn hãy nhớ nhanh chân lên nhé Số 511 cộng 513 Quang Trung Hà Đông Hà Nội Các bạn hãy nhanh chân lên và đang có vô vàn sản phẩm cũng như là những phần quà đang chờ đón các bạn